Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đường Về Bến Giác. Thưa quý vị, tuần trước chúng tôi có dành một chương trình phát thanh nói về khái niệm về thời gian, và hôm nay thì chúng tôi muốn nói về khái niệm về không gian theo Phật học. Và dĩ nhiên đây là một đề tài rất lớn, và đề tài này đôi khi nó trở nên rất là khó hiểu, ngay cả đối với những người Phật tử. Thưa quý vị, không gian, chúng ta có nhiều thứ định nghĩa, nhưng mà căn bản theo Phật học thì đó là cái chiều kích của vật thể hay là vật chất, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc xa, hoặc gần. Và tại sao cái ý niệm về không gian nó lại trở thành một đề tài lớn ở trong Đạo Phật? Thật ra rất là dễ hiểu, là vì thế giới này, khi mà chúng ta liên tưởng, khi mà chúng ta nghĩ đến, thì thưa quý vị, chúng ta thường đo đạc bằng không gian. Đó là một vật ở xa, ở gần, hoặc lớn hoặc nhỏ, hay là vuông tròn, như là trong ký hạ học mà chúng ta đề cập đến. Về định vị về không gian đó, nó lại ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như là mặc dù đôi khi cùng sống trong một thành phố nhưng mà ít khi gặp nhau, thì nó cũng đỡ nhớ hơn là một người con mà cha mẹ ở rất xa, mặc dù là từ một mai cho đến 10 mai, hay là một mai cho đến mấy ngàn mai thì đều là không gặp. Như dù sao cái cự ly hay là cái khoảng cách gần đó, nó cũng khiến cho người ta cảm thấy có cái gì đó ấm áp hơn. Và đặc biệt thì rồi chúng tôi có đọc một bài viết mà họ nói về cái lý do mà xảy ra cái tai nạn khi mà một phi công của Nhật Bản lái chiếc máy bay rất là hiện đại là F-35 đó, và bị đâm xuống biển. Và họ sau khi điều tra thì họ biết có một nguyên nhân, đó là bị đánh mất phương hướng. Một cái sự việc mà thường xảy ra đối với các phi công là do cái vận tốc, cũng như do cái những cái sự chuyển hướng đột ngột nhanh chóng của máy bay, và đôi khi người ta không còn định hướng ở đâu là bầu trời, ở đâu là đường chân trời, và ở đâu là mặt đất hay là biển cả. Và có nhiều khi thấy rằng mình đang bay lên, nhưng mà kỳ thật mình đang lao xuống biển hay lao xuống mặt đất. Và trong bài viết này cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể định được phương hướng là nhờ vào thị lực, nhờ vào đường chân trời, và một phần nhờ vào cái tiền đình của chúng ta. Tức là khi mà chúng ta hướng cái sự chú ý đến trước mặt, thì tự nhiên cái tiền đình đó, đó nó có một cái khả năng giúp cho chúng ta định hướng được. Bây giờ trong lúc đang bay như vậy, người ta không định hướng được. Và do vậy có những trường hợp mà không phải chỉ riêng vì Nhật Bản, mà nhiều quốc gia các phi công lái chiến đấu cơ bị lao xuống đất bởi vì mất đi cái phương hướng qua cái trực giác của mình. Điều mà chúng ta muốn nói ở tại đây đó, khi mà không gian mà đem vào trong Phật học thì nó có những cái khái niệm rất là lạ. Thí dụ như chúng ta nghe một câu thơ: tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thế không. Võ Đình đã từng dịch là: có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Cái lớn và cái nhỏ, như là Einstein thường có nói rằng là có đôi khi cái lớn cái nhỏ nó không phải chỉ lệ thuộc vào cái thể tích, mà nó còn lệ thuộc vào cái vận tốc nữa. Và thưa quý vị, chúng ta không biết ở đâu trong thế gian này cái gì gọi là lớn, cái gì gọi là nhỏ.
nhiều khi mình thấy rằng nhỏ là như con kiến, lớn như con voi, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào ở trong các dãy thiên hà thì con voi và con kiến nó đều chẳng có nghĩa lý gì đối với thiên hà mênh mông này. Thì ở đây điều mà chúng ta muốn nói rằng cái lớn cái nhỏ có thể là do thể tích, nhưng một phần nữa nó dựa vào sự so sánh của chúng ta. Dạ, sự so sánh. Cũng thời vật thể đó mà có khi chúng ta thấy nó thật là to lớn, mà cũng vật thể đó khi chúng ta thấy nó nhỏ. Hồi chúng tôi còn thơ dại, thưa quý vị, chúng tôi nhớ là cái con kinh đào ở trước nhà ông ngoại, nơi mà chúng tôi thường chèo xuồng, nó rất là lớn. Thỉnh thoảng anh em chúng tôi cố gắng để bơi qua bên sông, bên kia sông để hái bần. Rồi chúng tôi vào chùa, lên Sài Gòn một thời gian trở về, bởi vì đã đi, đã sống và đi qua ngang những con sông lớn, bây giờ trở về quê ngoại đó, về sau này đó, thì khi chúng tôi trở về, chúng tôi nhớ chỉ cách 5-7 năm thôi, và chúng thấy con kinh nó bây giờ nó nhỏ bé, nó không có lớn như là trong ký ức của tuổi thơ. Thì như vậy là không phải chỉ là cái chiều rộng, chiều lớn, cái chiều kích lớn nhỏ của một cái vật thể, nó chỉ dựa trên cái chiều kích thật, mà nó còn do cái sự so sánh. Chúng ta đã nhìn thấy những dòng sông mênh mông như Tiền Giang, Hậu Giang, bây giờ trở về những con kênh đào thì tất nhiên mình thấy nó là nhỏ. Một điều mà chúng ta có thể tìm thấy trong Phật học và kể ra rất là thú vị, đó là cái sự pha lẫn giữa ý niệm thời gian và không gian. Chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện về, ngay cả trong cộng đồng Phật giáo, ở trong giới học giả đó, họ kể câu chuyện là một người chết đi, rồi cái thần thức nó xuất hồn, cái hồn đó nó rời khỏi xác, nó đi từ nơi nào đó. Nghe thì rất là bình thường, thưa quý vị, chúng ta nghe như vậy ở trong cái lời truyền miệng từ người này sang người khác. Chúng ta xem những cuốn phim thấy rằng một cái linh hồn từ ở trong một cái thân xác nó mờ ảo một chút, rồi từ đó như một làn khói nó lại đi sang một nơi nào khác. Nhưng mà kỳ thật thì ở trong kinh Phật, tâm thức nó thuộc về danh pháp, và tâm thức nó không phải là một vật thể vật chất. Nếu nó là vật thể thì nó đã không gọi là danh. Danh tức là cái gì mà có tên gọi nhưng mà không có hình tướng. Và nếu nó đã là tâm pháp thì nó đã không chiếm hữu không gian. Và nếu nó đã là tâm pháp, nó đã là danh pháp, thì nó không thể có cái chuyện mà đi từ khoảng cách này hay khoảng cách khác. Ngài Na Tiên, tức là Ngài Nagasena, Ngài có đưa ra một cái ví dụ như vậy, là nếu chúng ta đi từ thành phố này sang thành phố khác mà bằng cái thân của mình, thì nó có lộ trình, nó có khoảng cách xa gần. Nhưng mà khi chúng ta dùng tâm mình nghĩ đến, như là bây giờ chúng tôi đang ở tại Houston mà nghĩ đến Paris của Pháp Quốc, hay là chúng tôi ở Houston mà nghĩ đến Dallas ở trong tiểu bang Texas, hay là chúng tôi nghĩ đến thành phố Austin cũng trong Texas, thì ba cái ý nghĩ đó, dù là Austin, dù là Dallas hay là Barry, cái khoảng cách thực của không gian thì nó rất khác, nhưng mà trong tâm thì nó không khác, tại vì tất cả chỉ là cảnh của tâm thôi. Thì tương tự như vậy, người ta nghĩ rằng linh hồn hay là tâm thức nó là một cái vật thể, và nếu nó là vật thể thì nó không phải là danh pháp, nó không phải linh hồn, và nếu nó đã là tâm pháp thì nó không có nằm ở trong hạng cuộc của không gian. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thì thưa quý vị, chúng tôi thấy một cái bức tranh ở trong đó minh họa về ba cõi, đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chúng ta gọi là tam giới, như câu chúng ta nói là tam giới như quả trạch đó. Thì dục giới thì có các cõi như là địa ngục, ngạ quỷ, Atula, bằng sanh, loài người, hay là các cõi chư thiên như là tứ thiên vương, đạo lợi, đấu súc, dạ ma, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại, và trên đó là các cõi phạm thiên. Thì cái hình ảnh đó, cái ấn tượng đó nó in sâu vào đầu óc, thì mình nghĩ rằng dục giới là phải nằm dưới, còn sắc giới thì nằm trên, và vô sắc giới nằm trên nữa. Nhưng mà có một lần, thưa quý vị, chúng tôi nghe thầy của chúng tôi là người tịnh sự, người nói rằng thật ra ở trong của vô sắc thì không thể nói nó nằm trên, nằm dưới hay nằm giữa, tại vì nó đâu có chiếm hữu không gian đâu, nó nằm trên, nằm giữa.
hồi chúng tôi còn nhỏ trong cái trí óc thơ dại thì điều đó rất là kỳ. Cõi vô sắc á, nó cũng là cõi, cõi nó phải nằm ở một vị trí nào đó, hoặc là cao thật cao, hay là thấp thật thấp, hay là ở trong đó. Chứ một cõi mà không nằm ở trong một cái vị trí của không gian nào thì nó thật là vô lý. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà nó còn chiếm hữu không gian thì nó không gọi là cõi vô sắc được. Và do vì ở trong kinh Phật đó, thì nói chung là trong Phật học thì dạy chúng ta biết một điều là thứ nhất là cái tâm của chúng ta thật sự nó có bị chi phối bởi không gian, nó bị chi phối bởi cái hình tượng của vật chất. Mà do vì một người tu tập tâm từ thì người đó phải có đủ cái khả năng quân tu từ bi đối với những chúng sanh, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc thô hoặc tế, hoặc xa hoặc gần, hoặc hữu hình hay là khuất mặt. Bởi vì thưa quý vị, có nhiều khi đó chúng ta khởi lên tâm từ mẫn với những chúng sanh mà nó lớn, thí dụ như ở chùa có con chó thì mình thương nó, nhưng mà con chuột, con gián, con kiến thì mình không thể có tâm từ với nó, tại vì mình thấy nó nhỏ bé. Như vậy cái tâm từ chúng ta có sự phân biệt bởi cái chiều kích, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc trung bình. Và trong kinh Phật cũng nói rằng những cái gọi là xa và gần đó, thì nó ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Tục ngữ chúng ta có câu là bà con xa không bằng láng giềng gần. Nhưng mà cũng phải nói rằng ngay cả ở trong thế giới thường hàng ngày đó, người ta nói rằng một người bạn chỉ là bạn bè thôi, mà đi ăn nhậu với nhau ta có thể chi cả trăm cả ngàn đồng không có tiếc. Như đôi khi gửi tiền cho người thân 200-300 đồng ở xa thì thấy nó cũng hơi nâu đúng, bởi vì mấy người kia ở xa quá, ở gần thì dễ chi tiền hơn là ở xa. Và người ta thường có khi thân thiết gần hơn là xa, cái cự ly, cái khoảng cách xa gần nó cũng chi phối cách nhìn của chúng ta. Và thưa quý vị, phải nói một điều là chính cái gì mà quá gần nhiều khi chúng ta không thấy rõ, quá xa không thấy rõ, quá lớn cũng không thấy rõ, mà quá nhỏ chúng ta cũng không thấy rõ. Trong cái nhận thức của tâm ý thường thường nó chỉ có một cái chiều kích nào đó tương đối thì nó giúp cho chúng ta nhận rõ, thấy rõ. Còn cái gì đó mà ví dụ như đôi khi chúng ta sống do một cái khoảng cách nào thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng, giống như Tô Đông Pha viết trong Quài Sơn: Lô Sơn yên tọa chiết giang triều. Cái núi Lô Sơn ở xa thì nhìn thấy nó đẹp, mà nó mình đến rồi mình trở lại không có gì khác biệt hết, thì núi Lô Sơn vẫn núi Lô Sơn thôi. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Do vì người xưa có thường một cái cảnh báo cho tất cả chúng ta là đừng quá tin vào cái trực giác, cái ý niệm về không gian của mình. Đời nhà Trần có một vị thiền sư với một câu mà để đời đó là ngàn mây ngàn nước tàng trắng hiện, mấy dặm không muôn mấy dặm được. Thưa quý vị, cũng ánh trăng đó, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy trong mọi nơi. Và ánh trăng đó nó dọi vào trong những cái vũng nước, những cái ao hồ, những con sông, thì bóng trăng chỉ là bóng trăng, nhưng không nghĩa là bóng trăng ở dưới ao nó là một mặt trăng khác với bóng trăng ở trên hồ hay là ở dưới dòng sông. Nhưng mà phải nhìn nhận rằng chúng ta sống không thể nào mà tránh khỏi cái ảo giác về không gian. Tuy vậy, một lần nữa chúng ta trở về lại với cái nguyên tắc căn bản của đời sống tu tập của một hành giả là thường khi để có thể đến gần và để trung thực nhất cuộc sống, thì nếu chúng ta có thể đem chánh niệm của mình, cái gì thấy chỉ biết là thấy, cái gì nghe biết là nghe, cái gì suy tư là biết là suy tư, hơn là quá đặt nặng về ảo tưởng, quá đặt nặng về cái chiều kích của nó, thì chúng ta sẽ đến gần với sự thật hơn. Đôi lúc đừng để sự thật đó nó làm cho chúng ta bị nhìn sai, bị nghĩ không đúng bởi vì cái chiều kích, bởi vì cái khoảng cách, hoặc giả là bởi vì cái tế thôi. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ về cái ý niệm không gian trong Phật pháp.
Đến với Thông, trong Kinh Phật có câu chuyện rằng một số chư tỳ kheo đi vân du trở về thì có lời bàn tán với nhau về địa hình, địa vật ở nơi này và nơi khác. Thì Đức Phật Ngài nghe được chuyện đó, Ngài gọi lên và Ngài dạy rằng ở trong cái tấm thân nhỏ bé này đi, thì trong đó một người có thể tìm thấy sự khổ, nguyên nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Thì đến với Thông qua câu đó, đó rõ ràng rằng thân tâm của chúng ta là một thế giới, và đối với lời dạy của Đức Phật thì giới thế giới đó nó quá đủ để cho chúng ta suy tư, để cho chúng ta quan sát, và từ đó chúng ta thắp ra ánh sáng giác ngộ. Thì có nhiều người nói rằng cái thế giới mà Đức Phật gọi là nó nằm ở trong cái thân nhỏ bé này, thì thế giới đó có quá hạn hẹp không? Tại sao mình hiểu cái thế giới nhỏ đó mình hiểu được thế giới lớn? Thì xin thỉnh để quý Hồng Quang Hữu nói rõ về điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con Lê Nguyễn Thông, lời nói đầu tiên là con cung kính đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đảnh lễ giáo pháp của Ngài, và con cung kính kính chào toàn thể chư vị trác tơ kính mến, chư vị thính giả của đài Đường Về Bến Giác. Kính thưa Sư Phụ, Đức Phật giảng dạy là trong thân này đó thì là nơi mà chúng ta chịu đau khổ, là bởi vì cái sự vô thường của cái thân xác của chúng ta, nay bệnh mai chết. Và tất cả những cái điều đó thì cái sự an ổn và hạnh phúc của chúng ta hay là sự đau khổ của chúng ta là do cũng từ cái thân này mà ra. Là vì vậy cho nên cái điều mà cái người hành giả tu hành Phật tử cũng như tỳ kheo là cũng phải hiểu biết cái thân của mình, và phải thường xuyên theo dõi cái sự biến chuyển và những cái hành động của thân khẩu ý của chúng ta. Mà muốn được như vậy thì người nhìn giả rất phải luyện tập, mà cái luyện tập ở đây là phải thường xuyên ngồi thiền. Rất là kỳ lạ, nó thường tập luyện tập là ngồi thiền, bởi vì khi mà ngồi thiền thì chúng ta tập trung tư tưởng chúng ta vào một cái đối tượng, và khi mà chúng ta làm quen như vậy rồi thì chúng ta sẽ không rời xa cái tâm của chúng ta. Bởi vì không rời xa cái tâm của chúng ta là chúng ta đang sống trong hiện tại, thì chúng ta sẽ thấy biết những sẽ biết rõ ràng những điều gì xảy ra trong cái tâm của chúng ta. Cho nên Đức Phật giảng dạy rằng cái người nào mà sống 100 năm mà không thấy cái pháp sanh diệt, là pháp sanh diệt, cái pháp sanh diệt trong cái tâm của chúng ta, hay là pháp sanh diệt của tất cả vạn sự trên thế gian này, thì cũng không bằng một người mà sống một ngày mà thấy cái pháp sanh diệt. Cái pháp sanh diệt ở đây là những cái điều gì mà nó xảy đến trong tâm của chúng ta. Thí dụ như là cái tâm sân hận, cái tâm si mê, tâm hận thù, thì tất cả những cái tâm đó là những cái pháp, mà những cái pháp đó là những cái pháp bất thiện. Còn có những pháp khác là pháp thiện, là không phải là tâm hận thù, mà là tâm từ bi bác ái đối với những người mà chúng ta gặp trên trần gian này. Vì vậy cho nên cái vấn đề ở đây đó, là cái người một cái chúng sanh, là một con người mà muốn được hạnh phúc là phải thấy cái pháp sanh diệt. Thấy cái pháp sanh diệt thì đó là một cái thực tại, một thực tại trên cuộc đời này. Thí dụ bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta, cái thân thể chúng ta không thấy sanh diệt, nhưng sự thật nó sanh diệt từng giây phút, từng sát na. Những tế bào của chúng ta liên tục là diệt đi và liên tục nó sanh ra. Mà tất cả những cái điều đó cho chúng ta thấy rằng cái mạng sống của chúng ta thì thật sự ra nói thì cũng là sanh diệt từng giây từng phút, mà bởi vì đó những từng giây từng phút từng sát na nó quá nhanh thì chúng ta không thấy rõ biết nó như vậy. Nhưng mà khi đến một thời gian lâu là 5-3 tháng hay 1-2 năm, 5-10 năm thì chúng ta thấy tóc đã bạc rồi, là già lưng còm rồi, mắt là lờ rồi, răng rụng. Thì tất cả những cái điều đó nó không phải là tới bao nhiêu năm thì nó làm một lần, nhưng mà nó làm từng giây phút từng sát na, để đến một cái thời điểm mà nó rõ ràng thì chúng ta mới ý thức mới thấy được điều đó. Vì vậy cho nên cái vấn đề là
phải kiềm giữ cái tâm của chúng ta trong thân hành, khẩu hành và ý hành cho được trong sạch. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con cảm nhận qua cái câu hỏi của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn trợ hữu Nguyễn Hoàng. Câu trả lời của Nguyễn Hoàng đã kết thúc phần thảo luận. Tuần này chúng tôi xin bước qua bản tin Phật giáo. Thưa quý vị, đặc biệt bản tin tuần này đó, chúng tôi nói về ba cái mẫu tin. Thoạt nghe thì nó không liên hệ với nhau, nhưng mà kỳ thực nó có cái điểm tương đồng, là một ở trong những cái thách thức lớn của loài người nói chung, và kể cả những người Phật tử. Đó là nhiều trường hợp chúng ta phải nhìn vấn đề ở trong sự lưỡng lự phân hai giữa hai điều mà chúng ta nghĩ rằng hoặc chọn A hoặc chọn B, nhưng mà rất khó để đưa ra một sự lựa chọn. Bản tin đầu tiên chúng tôi muốn nói đến trường hợp là Đức Lai Lama, ngài đã cổ võ để thành lập một cái hội, một cái tổ chức có tên là Emory Tibetan Science Initiative. Cái tổ chức này, thưa quý vị, được lập nên có một mục đích rất là đặc biệt, đó là làm thế nào mà giới thiệu những cái hiểu biết về khoa học cho các cái tu viện Phật giáo, nói rõ hơn là do cho các vị tăng sĩ, tăng sinh ở trong các cái trường Phật học của Tây Tạng hiện nay đang ở tại Ấn Độ. Một vị giáo sư của trường đại học Southeast Missourian University ở tại Hoa Kỳ là ông Henry Hill đã là một người tình nguyện tham gia tổ chức này để sang Ấn Độ đến một cái tu viện ở tại Inpung để giảng dạy cho một cái lớp có số lượng các tăng sĩ là 120 tăng sinh về một cái đề tài, đó là khoa học. Thưa quý vị, ông Hen Hill, vị giáo sư này đã cho biết rằng Thiên Chúa Giáo La Mã, tức Giáo hội Catholic, mất cả hàng ngàn năm để tìm cách dung thông giữa cái vũ trụ quan về theo thần học Thiên Chúa và khoa học. Ngay cả những vị giáo sĩ dùng tên là những, có nhiều vị là bác học về phương diện khoa học, nhưng mà để tìm một cái mẫu số tương đồng giữa khoa học và tính lý Kitô giáo không phải là dễ dàng. Giáo sư Henry Hill nói rằng rất là thú vị để đến giảng dạy trước một cái thính đường, ở trong đó có hơn 120 vị tăng sĩ. Những vị này ngôn ngữ khác biệt và cái kiến thức khác biệt, văn hóa khác biệt. Vậy để nói về một điều là làm sao để tìm ra được những cái sự gặp gỡ hay là phân được những gì biệt giữa khoa học và niềm tin tôn giáo truyền thống. Tây Tạng trong nhiều thế kỷ thì đã có một cái truyền thống giáo dục lâu đời, đó là các nhà sư, là những vị giáo sư, các nhà sư là bác sĩ, các nhà sư là những người dạy những môn học ở trong các trường đại học. Nhưng mà rồi cái nhìn đó nó lại đến từ Phật học mà ra. Bây giờ một vị giáo sư người Hoa Kỳ đến từ một nền văn hóa khác biệt, nhưng mà vì yêu mến Phật giáo, yêu mến người Tây Tạng, đã đến làm một công việc là giới thiệu cho các nhà sư, các tăng sinh Tây Tạng để hiểu về khoa học. Nó là cả một cái thách thức rất lớn. Nhưng mà vị giáo sư này nói rằng tôi chẳng những hướng dẫn mà tôi còn thể học được rất là nhiều từ các vị đó. Và tôi hy vọng bằng những việc làm mà tôi đang theo đuổi, nó sẽ tạo nên một nhịp cầu giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Thưa quý vị, ở trong một cái câu chuyện thú vị khác được đăng ở trên tờ Sydney Morning Herald, một tờ báo rất là nổi tiếng của Úc Đại Lợi, nói rõ hơn là tờ báo ở tại Sydney, mới đây lại đăng một cái mẫu tin của một thư cô
người Úc tên là Michelle Laurie. Cô này là một người Úc và hồi nhỏ lớn lên trong một gia đình của Anh giáo. Và 14 năm qua thì cô thực hành thiền Zen và cô tự nhận mình là một Phật tử. Nhưng mà khi tờ báo Sydney Morning Herald đến phỏng vấn cô, thì cô lại nói lên một điều rất là thú vị. Là cô lớn lên trong một nền văn hóa mà người ta đặt ra cái chuẩn mực thế nào là thành công, thế nào là thất bại. Làm việc đó phải đạt được đến mức độ nào và mất bao lâu để đạt được. Trong lúc đó thì khi cô đến với Phật giáo thì cô bị phân đôi giữa hai cái cách trình bày, hai cái điểm nhấn mà một số các tông phái Phật giáo đề ra. Có một số thì nói rằng tu là phải tu, phải đắc liền, chứng liền ở trong hiện đại này. Nếu mà tu mà không đặt vấn đề chứng đắc, không đặt vấn đề thành tựu, thì tu kiểu đó là tu kiểu bỏ lửng, không đi đến đâu hết. Rồi cũng có một số khác, cũng những nhà sư, cũng như Phật tử quan niệm rằng tu là một tiến trình mà qua đó người ta phải trải qua vô lượng kiếp để đạt đến điều gì đó, chứng điều gì đó. Và bản thân của cô cho đến giờ này thì cô thấy rằng hành trình trên con đường mà có hai cái quan điểm trái chống với nhau không phải là chuyện đơn giản. Đã có thời gian cô quan niệm rằng tu là phải đắc, tu là phải chứng. Nhưng mà càng mong muốn chứng đắc thì cô càng tìm thấy sự bế tắc. Bởi bây giờ tu theo Phật giáo mà mình cứ tu đến đâu hay đến đó và giác ngộ là nhiều đời nhiều kiếp, thì cô cũng cảm thấy nó là một sự ái ngại về đường dài. Và tâm sự của cô nó lại được rất là nhiều ý kiến phản hồi từ độc giả. Nó cũng là một cái nhìn của rất nhiều người Phật tử trước những cái lời tuyên bố, ví dụ như là Phật giáo Kim Cang Thừa nhấn mạnh đến một điểm là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, tu bây giờ chứng bây giờ, đó là con đường tối thượng thừa. Nhưng mà một con số không nhỏ những các tông phái Phật giáo là chủ trương tiềm tiến, nếu mình tu mình đòi hỏi bế tắc chứng liền thì chúng ta rất là dễ đi sai đường lạc lối. Và tất cả mọi người nên khiêm tốn nhận rằng hành trình giác ngộ phải mất nhiều năm nhiều tháng. Chúng ta nói đến một mẫu tin thứ ba, nó cũng không liên quan gì đến hai mẫu tin trên, nhưng mà nó lại cũng là một sự phân hai giữa hai cái ý tưởng. Chúng ta biết vào rằng vào năm 2001 thì những người Hồi giáo cực đoan Taliban ở tại Afghanistan, họ đã ra lệnh để triệt tiêu hai cái tượng Phật lớn ở Bamiyan. Hai tượng Phật này đã được kiến tạo cách đây 15 thế kỷ. Và trong 1.500 năm tồn tại đó, hai pho tượng này được xem như là hai pho tượng lớn và những công trình có thể nói rằng tuyệt mỹ, tuyệt tác ở trên con đường tơ lụa của phương Đông. Biết muốn biết sự hùng vĩ ra sao của hai pho tượng này, người ta nói rằng không cần tới pho tượng mà chỉ là cái thạch động mà được chạm khắc vào để chứa hai pho tượng này thì đủ để đặt cái tượng nữ thần tự do của Hoa Kỳ vào đó, thì chúng ta hiểu được pho tượng cao lớn tới đâu. Thế nhưng chính phủ Taliban của Á Phú Hãng thời bấy giờ do chủ nghĩa cực đoan đã dùng bom mìn Đại Bác để bắn sập những pho tượng này. Bây giờ thì người ta lại có một cái sự tranh luận là có nên hay không nên để phục chế lại những pho tượng đã bị bắn phá. Có nhiều người quan niệm rằng nên giữ nguyên trạng hiện nay để làm một cái vết tích với thời gian về cái thái độ cực đoan của người Taliban đã tàn phá. Tượng Phật ngày xưa khi mà còn nguyên vẹn thì cũng là một chứng tích, và bây giờ chỉ còn là một cái động trống rỗng mà không còn tượng nữa cũng là một chứng tích. Và chứng tích lịch sử thì nên gìn giữ cho dù chứng tích đó đẹp hay không đẹp. Một số các chuyên gia người Đức năm 2003 đã cố gắng để phục chế lại một phần của những pho tượng này từ bàn chân trở lên, nhưng mà rồi sau đó bị sự phản đối rất là mạnh mẽ và nói rằng làm như vậy là hỏng đi một cái di tích.
Thưa quý vị, cho đến hiện nay thì ông bà Du, một thương gia của Trung Hoa rất là giàu có, đã cúng 120.000 Mỹ Kim để mua một cái máy projector bằng laser chiếu 3 chiều 3D. Mỗi một ngày như vậy vào buổi chiều, người ta đến đó có thể nhìn thấy một hình Phật được chiếu bằng projector 3D ở tại đây. Và hình Phật đó họ lấy từ cái hình Phật ngày xưa đã bị phá hủy. Và có nhiều người cho rằng đó là ý kiến tốt, là người ta cũng thấy Phật nhưng mà thấy vào ánh sáng laser hơn là bỏ tiền ra để tái tạo lại một tượng Phật khác bằng đá. Và cũng có nhiều người lo ngại rằng với cái tình hình của Afghanistan hiện nay, không biết khi nào những người Taliban trở lại nắm chính quyền. Và nếu họ trở lại nắm chính quyền thì tất cả những công trình phục chế đều là công giả trang. Nhưng mà tranh luận là tranh luận. Chính phủ địa phương của Bamiyan thì ủng hộ việc tái tạo pho tượng. Nhưng mà những học giả quốc tế, trong đó có người đứng đầu của tổ chức UNESCO, đã nói rằng tốt hơn hết là giữ nguyên trạng hiện nay để làm một chứng tích lịch sử cho thế hệ mai hậu. Với bản tin này, chúng tôi sẽ kết thúc phần tin tức Phật sự trong tuần hôm nay ở đây, và xin được trân trọng kính chào. Kính chúc quý vị có một tuần lễ an lạc các tường. Hẹn gặp lại trong bản tin tuần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.